Công ty nước giải khát Weihen Stephen được thành lập năm 1940 là công ty nước giải khát lâu đời nhất thế giới. Mùa hè năm nay, công ty phải đối mặt với một vấn đề rất đỗi hiện đại, đó là không có đủ chai và thùng rỗng để đóng bia. Trời thì nóng và người Đức thì rất khát. Bình thường có thể họ chỉ mua một thùng mỗi tuần, nhưng những ngày qua, con số đó cứ liên tục tăng lên khiến chúng tôi không có đủ chai và thùng để đóng bia mới. Tại Đức, người ta thường phải đặt cọc khoảng 8 đến 15 sen cho mỗi thùng bia mình mua. Khoản đặt cọc này sẽ được trả lại khi họ trả vỏ chai cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, nắng nóng khiến người mua bia tăng đột biến, trong khi thời gian người tiêu dùng trả lại vỏ thì lâu. Chúng tôi đã phải kêu gọi người tiêu dùng nhanh chóng trả lại vỏ chai để chúng tôi kịp sản xuất các mẻ mới. Tôi hy vọng mọi người sẽ hợp tác. Ngoài doanh thu tăng vọt từ các loại nước giải khát, nắng nóng cực điểm cũng đã khiến số người đến bể bơi để tránh nóng tại Đức tăng vọt lên mức kỷ lục. Cụ thể, gần 740.000 lượt người đã đến bể bơi ngoài trời ở Cologne để tránh nóng. Trong khi đó, hai bể bơi ngoài trời tại thành phố Duisburg ghi nhận mức kỷ lục số người mua vé vào cửa lên tới hơn 90.000 lượt.